Trên địa bàn của tỉnh Yên Bái thì trong nhiều năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động, cảnh báo về những rủi ro khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, thế nhưng tình hình đã không hề thuyên giảm. Do không có giấy tờ hợp pháp, không có bất kỳ sự bảo hộ nào từ nước sở tại, nên nhiều người trong số họ đã phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng của mình. Đã 2 năm tìm kiếm, gia đình anh Hương, chị Khé vẫn chưa có tin tức gì về con trai mình. Do không tìm được việc làm có thu nhập cao tại địa phương, tháng 9 năm 2017, con trai anh chị là cháu Triệu Quý Vìn đã xuất cảnh trái phép đi làm thuê ở một xưởng sản xuất thuốc lá tại Trung Quốc. Chỉ một thời gian ngắn sau, Vìn đã không còn liên lạc gì với gia đình. Cháu có đi theo mấy người cùng xã bảo đi sang Trung Quốc làm thuê để kiếm tiền giúp bố mẹ. Mấy tháng đầu mới sang, thấy cháu cũng gửi tiền về, nhưng sau đó vợ chồng tôi không còn nhận được tin tức gì của cháu nữa. Tôi có nghe những người bên đó về nói lại là cháu đã bị công an Trung Quốc bắt giam rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng tìm giúp đưa cháu được về nhà thôi. Cũng với mong muốn đổi đời, vợ chồng chị Trung cũng đã mạo hiểm sang Trung Quốc làm thuê. Nhưng không may, chồng chị đã tử vong do bệnh tật nơi đất khách quê người. Do xuất cảnh trái phép, Trung đã phải vay mượn số tiền gần 200 triệu đồng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chi phí đi lại để mang thi thể chồng về quê. Do đó, cuộc sống lại càng khó khăn gấp bội. Cũng không có tiền, gia đình cũng khó khăn, cũng phải đi vay mượn ngân hàng. Thế mới gửi sang bên cho chị xong để chị còn làm thủ tục để phải thiêu mới đưa được chồng về, cũng hết nhiều tiền lắm. Bây giờ chị đưa được chồng chị về nhà, mai táng xong đâu ở đấy có mộ ở trên nghĩa trang thôi, nhưng mà cũng chị cũng còn nợ nần rất là nhiều, nợ hơn 100 triệu, mà mình chị cũng phải nuôi 2 đứa con ấy. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 230 vụ, 330 trường hợp xuất cảnh trái phép đi làm thuê bên kia biên giới. Do không có giấy tờ hợp pháp, nhiều người đã bị bắt, bị tù giam, thậm chí bỏ mạng nơi đất khách quê người. Tình hình công dân xuất nhập cảnh trái phép mà trên địa bàn xã Nậm Búng thì nó cũng đang diễn ra hết sức là phức tạp. Chủ yếu là rơi vào những cái thôn đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó địa phương là có cái thôn Sời Lương, thôn Nậm Trọng, thôn Nậm Cửa, thì là ở đây là chiếm cao cái tỷ lệ là công dân xuất nhập cảnh trái phép. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái về công tác tăng cường quản lý, giảm tình trạng hoạt động xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, đồng thời tạo công việc làm ổn định tại địa phương để thu hút nguồn nhân lực lao động, tuyên truyền vận động nhân dân ổn định cuộc sống, không xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Ngoài ra, phối hợp với đơn vị chức năng, công an cấp huyện đấu tranh xử lý các loại tội phạm mua bán người, tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép. Việc người dân xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Với mỗi người dân, những rủi ro luôn tiềm ẩn.